Biểu đồ hình tròn cho thấy tỷ lệ phụ nữ nghèo và biểu đồ thanh cho thấy tỷ lệ nghèo theo giới tính và độ tuổi. Họ đến từ Hoa Kỳ năm 2008. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh khi có liên quan. Biểu đồ hình tròn cho thấy tỷ lệ phụ nữ nghèo theo thành phần hộ gia đình ở Hoa Kỳ năm 2008 và biểu đồ vạch cho thấy sự khác biệt về tỷ lệ nghèo theo giới tính và tuổi. Thoạt nhìn có thể thấy rằng phụ nữ độc thân không có con cái phụ thuộc đã tạo thành nhóm lớn nhất trong nghèo đói, và nghèo đói là cao nhất đối với phụ nữ và trẻ em. Biểu đồ hình tròn cho thấy phụ nữ độc thân phải chịu cảnh nghèo khổ nhất. Phụ nữ độc thân không có con chiếm 54% tổng số người nghèo, và những người có con phụ thuộc chỉ ở mức hơn 1/4. Phụ nữ đã kết hôn có và không có con chiếm 1/5 hoặc 20%. Chuyển sang biểu đồ thanh, tỷ lệ nghèo cao nhất ở trẻ em và tỷ lệ này tương đương với nam và nữ, khoảng 21% cho trẻ dưới 5 tuổi và 15% cho trẻ em từ 5 đến 17 tuổi. Tuy nhiên, từ độ tuổi 18 đến 24, khoảng cách giữa nam và nữ đã nới rộng đáng kể, với khoảng 14% nam giới nghèo đói so với hơn 20% ở nữ giới. Nghèo đói giảm trong suốt những năm trưởng thành cho cả hai giới, nhưng khoảng cách vẫn còn, và khoảng cách này gần như tăng gấp đôi ở tuổi già. The pie chart shows the percentage of women in poverty, and the bar chart shows poverty rates by sex and age. They are from the United States in 2008. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. The pie chart illustrates the proportion of women in poverty by household composition in the United States in 2008, and the bar graph indicates the differences in rates of poverty by sex and age. At first glance, it can be seen that single women with no dependent children made up the largest group in poverty, and that poverty was highest for women and children. The pie chart shows that single women suffered from poverty the most. Single women without children represented 54% of the total in poverty, and poverty for those with dependent children stood at just over a quarter. Married women with and without children accounted for the remaining fifth, or 20%. Turning to the bar chart, poverty rates were highest amongst children, and the rates were roughly equal for males and females, at around 21% for under 5s and 15% for 5-17-year-olds. However, from ages 18-24, the gap between men and women widened significantly, with approximately 14% of men in poverty compared to over 20% for women. Poverty declined throughout the adult years for both sexes, but a gap remained, and this gap almost doubled in old age. Biểu đồ hình tròn cho thấy tỷ lệ phụ nữ nghèo và biểu đồ thanh cho thấy tỷ lệ nghèo theo giới tính và độ tuổi. Họ đến từ Hoa Kỳ năm 2008. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh khi có liên quan. Biểu đồ hình tròn cho thấy tỷ lệ phụ nữ nghèo theo thành phần hộ gia đình ở Hoa Kỳ năm 2008 và biểu đồ vạch cho thấy sự khác biệt về tỷ lệ nghèo theo giới tính và tuổi. Thoạt nhìn có thể thấy rằng phụ nữ độc thân không có con cái phụ thuộc đã tạo thành nhóm lớn nhất trong nghèo đói, và nghèo đói là cao nhất đối với phụ nữ và trẻ em. Biểu đồ hình tròn cho thấy phụ nữ độc thân phải chịu cảnh nghèo khổ nhất. Phụ nữ độc thân không có con chiếm 54% tổng số người nghèo, và những người có con phụ thuộc chỉ ở mức hơn 1/4. Phụ nữ đã kết hôn có và không có con chiếm 1/5 hoặc 20%. Chuyển sang biểu đồ thanh, tỷ lệ nghèo cao nhất ở trẻ em và tỷ lệ này tương đương với nam và nữ, khoảng 21% cho trẻ dưới 5 tuổi và 15% cho trẻ em từ 5 đến 17 tuổi. Tuy nhiên, từ độ tuổi 18 đến 24, khoảng cách giữa nam và nữ đã nới rộng đáng kể, với khoảng 14% nam giới nghèo đói so với hơn 20% ở nữ giới.
Nghèo đói giảm trong suốt những năm trưởng thành cho cả hai giới, nhưng khoảng cách vẫn còn và khoảng cách này gần như tăng gấp đôi ở tuổi già. Biểu đồ đường cho thấy số lượng sách được mượn trong 4 tháng khác nhau trong năm 2014 từ 4 thư viện làng và biểu đồ hình tròn cho thấy tỷ lệ sách theo loại đã được mượn trong thời gian này. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh khi có liên quan. Biểu đồ đường mô tả số lượng sách được mượn từ 4 thư viện trong thời gian 4 năm, 4 tháng và biểu đồ hình tròn minh họa tỷ lệ sách được mượn về thể loại. Rõ ràng là các mẫu mượn cho mỗi thư viện khá đa dạng và tiểu thuyết cho đến nay là loại sách phổ biến nhất. Việc mượn sách tại Certain Good và Ryslip bắt đầu khá cao, lần lượt là 250 và 300 mỗi tháng vào tháng 6. Tuy nhiên, trong khi việc mượn sách tại Ryslip giảm dần xuống còn khoảng 175 vào cuối kỳ, thì việc vay mượn tại Certain Good theo một mô hình thất thường hơn nhiều. Nó đã giảm mạnh xuống 100 vào tháng 8 trước khi tăng mạnh để kết thúc ở mức 300, đại diện cho mức mượn cao nhất trong 4 thư viện. Trong khi đó, việc mượn sách tại West Eaton và Church Mount theo mô hình rất giống nhau, với cả hai bắt đầu khá thấp ở mức 50 mỗi tháng, nhưng sau đó tăng dần để kết thúc ở mức 150. Chuyển sang các loại sách mượn, tiểu thuyết được yêu cầu nhiều nhất ở mức 43%. Những cuốn sách phổ biến tiếp theo là tiểu sử, chiếm khoảng 1%. 1/5 của tổng số sự mượn sách khoa học và lịch sử là giống hệt nhau ở mức 14%, self-help là ít phổ biến nhất ở mức 10%. The line graph shows the number of books that were borrowed in 4 different months in 2014 from 4 village libraries, and the pie chart shows the percentage of books by type that were borrowed over this time. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. The line graph depicts the number of books that were loaned out from 4 libraries over a 4-month period, and the pie chart illustrates the proportions of books borrowed in terms of genre. It is immediately apparent that the borrowing patterns for each library were quite varied, and that fiction was by far the most popular type of book. The borrowing of books at Suttonwood and Ryslip began fairly high, at 250 and 300 per month in June respectively. However, while book borrowing at Ryslip fell steadily to around 175 at the end of the period, borrowing at Suttonwood followed a much more erratic pattern. It plummeted to 100 in August, before then rising steeply to finish at 300, which represented the highest level of borrowing of the four. Borrowing at West Eaton and Church Mount, meanwhile, followed very similar patterns, with both starting quite low at 50 per month, but then gradually increasing to finish at 150. Moving on to the types of books borrowed, fiction was in demand the most, at 43%. The next most popular books were biographies, accounting for around a fifth of the total. The borrowing of science and history were identical, at 14% each, leaving self-help as the least popular at 10%. Biểu đồ đường cho thấy số lượng sách được mượn trong 4 tháng khác nhau trong năm 2014 từ 4 thư viện làng và biểu đồ hình tròn cho thấy tỷ lệ sách theo loại đã được mượn trong thời gian này. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh khi có liên quan. Biểu đồ đường mô tả số lượng sách được mượn từ 4 thư viện trong thời gian 4 năm, 4 tháng và biểu đồ hình tròn minh họa tỷ lệ sách được mượn về thể loại. Rõ ràng là các mẫu mượn cho mỗi thư viện khá đa dạng và tiểu thuyết cho đến nay là loại sách phổ biến nhất. Việc mượn sách tại Certain Good và Ryslip bắt đầu khá cao, lần lượt là 250 và 300 mỗi tháng vào tháng 6. Tuy nhiên, trong khi việc mượn sách tại Ryslip
giảm dần xuống còn khoảng 175 vào cuối kỳ, thì việc vay mượn tại Certain Good theo một mô hình thất thường hơn nhiều. Nó đã giảm mạnh xuống 100 vào tháng 8 trước khi tăng mạnh để kết thúc ở mức 300, đại diện cho mức mượn cao nhất trong 4 thư viện. Trong khi đó, việc mượn sách tại West Eaton và Church Mount theo mô hình rất giống nhau, với cả hai bắt đầu khá thấp ở mức 50 mỗi tháng, nhưng sau đó tăng dần để kết thúc ở mức 150. Chuyển sang các loại sách mượn, tiểu thuyết được yêu cầu nhiều nhất ở mức 43%. Những cuốn sách phổ biến tiếp theo là tiểu sử, chiếm khoảng 1%. 1/5 của tổng số sự mượn sách khoa học và lịch sử là giống hệt nhau ở mức 14%, self-help là ít phổ biến nhất ở mức 10%. Biểu đồ dưới đây cho thấy 4 quốc gia cư trú của sinh viên nước ngoài tại Úc, tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh khi có liên quan. Biểu đồ đường minh họa xu hướng thay đổi về số lượng sinh viên trong 1.000 đã đến Úc để học tập từ 4 quốc gia khác nhau trong khoảng thời gian từ 1982 đến 2000. Nhìn chung, rõ ràng là số lượng khách truy cập từ cả 4 quốc gia tăng theo thời gian. Vào đầu giai đoạn này, trong khi Malaysia có khoảng 5.000 sinh viên mỗi năm đến thăm Úc, các quốc gia khác không có ai. Tuy nhiên, mặc dù vẫn ở mức cao nhất cho đến năm 1990 và tăng sau đó, số lượng khách đến từ Malaysia đã kết thúc ở mức thấp nhất trong tất cả các quốc gia vào khoảng 18.000. Việc thiếu du khách sinh viên tiếp tục đến Hồng Kông và Singapore cho đến năm 1987. Vào thời điểm đó, lượng khách đến từ Singapore tăng dần qua các năm lên đến gần 20.000 khách mỗi năm vào năm 2000, trong khi lượng khách đến từ Hồng Kông cho thấy mô hình thất thường hơn, dao động sau 1996 và hoàn thiện ở mức 19.000 mỗi năm. Tuy nhiên, sự thay đổi lớn nhất được thấy ở những con số đến từ Indonesia. Mặc dù nước này bắt đầu thấp, lượng khách tiếp tục tăng trong những năm qua. Con số đạt đỉnh vào năm 1998 ở mức xấp xỉ 28.000 trước khi giảm xuống con số đến cuối cùng là 23.000, vượt xa tất cả các quốc gia khác. The graph below shows four countries of residence of overseas students in Australia. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. The line graph illustrates the changing trends in the numbers of students, in 1000s, who visited Australia for education from four different countries between 1982 and 2000. Overall, it is evident that visitor numbers from all four countries increased over the time period. At the start of the period, while Malaysia had around 5,000 students per year visiting Australia, the other countries had none. However, though remaining at the highest number up until 1990 and increasing after this, visitors' number from Malaysia finished at the lowest levels of all of the countries, at around 18,000. The lack of student visitors continued for Hong Kong and Singapore up until 1987. At that point, arrivals from Singapore gradually increased over the years, culminating in nearly 20,000 visitors per year in 2000, while arrivals from Hong Kong showed a more erratic pattern, fluctuating after 1996 and finishing at 19,000 per year. However, the biggest change was seen in numbers coming from Indonesia. Though this started low, arrivals kept increasing over the years. Numbers peaked in 1998 at approximately 28,000, before dropping to final arrival numbers of 23,000, which exceeded all the other countries. Biểu đồ dưới đây cho thấy 4 quốc gia cư trú của sinh viên nước ngoài tại Úc, tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh khi có liên quan. Biểu đồ đường minh họa xu hướng thay đổi về số lượng sinh viên trong 1.000 đã đến Úc để học tập từ 4
quốc gia khác nhau trong khoảng thời gian từ 1982 đến 2000. Nhìn chung, rõ ràng là số lượng khách truy cập từ cả bốn quốc gia tăng theo thời gian. Vào đầu giai đoạn này, trong khi Malaysia có khoảng 5.000 sinh viên mỗi năm đến thăm Úc, các quốc gia khác không có ai. Tuy nhiên, mặc dù vẫn ở mức cao nhất cho đến năm 1990 và tăng sau đó, số lượng khách đến từ Malaysia đã kết thúc ở mức thấp nhất trong tất cả các quốc gia, vào khoảng 18.000. Việc thiếu du khách sinh viên tiếp tục đến Hồng Kông và Singapore cho đến năm 1987. Vào thời điểm đó, lượng khách đến từ Singapore tăng dần qua các năm lên đến gần 20.000 khách mỗi năm vào năm 2000, trong khi lượng khách đến từ Hồng Kông cho thấy mô hình thất thường hơn, dao động sau 1996 và hoàn thiện ở mức 19.000 mỗi năm. Tuy nhiên, sự thay đổi lớn nhất được thấy ở những con số đến từ Indonesia. Mặc dù nước này bắt đầu thấp, lượng khách tiếp tục tăng trong những năm qua. Con số đạt đỉnh vào năm 1998 ở mức sắp xỉ 28.000 trước khi giảm xuống con số đến cuối cùng là 23.000, vượt xa tất cả các quốc gia khác.